Chào quý khán giả đang theo dõi Chuyển động ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, sáng nay Chủ nhật ngày 4 tháng 2. Thưa quý khán giả, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký các quyết định về việc xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Giáp Hạt năm 2024. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp hơn 5,7 triệu tấn gạo để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán cho các địa phương Cao Bằng, Bình Định, Gia Lai, Nghệ An, Bạc Liêu, Đắk Nông, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Bình Phước. Ngoài ra, xuất cấp hơn 1,6 triệu tấn gạo cho các địa phương hỗ trợ nhân dân dịp Giáp Hạt, gồm Gia Lai, Đắk Nông và Đắk Lắk. 7 doanh nghiệp Việt vừa trúng thầu 300.000 tấn gạo, chiếm gần một nửa lượng gạo Indonesia muốn nhập trong tháng đầu năm nay. Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia cho biết, nước này muốn nhập 500.000 tấn gạo trong tháng 1 để tăng dự trữ lương thực. Năm ngoái, Indonesia nhập hơn 1 triệu tấn gạo Việt Nam, đứng thứ hai trong số quốc gia nhập gạo Việt nhiều nhất. Năm ngoái, Việt Nam xuất khẩu 8 triệu tấn gạo đi các thị trường. Tết Nguyên đán đang cận kề. Thời điểm này, người trồng dưa hấu tại huyện Ngọc Hiển đang bắt đầu thu hoạch để kịp thời cung ứng cho thị trường Tết. Hàng năm, cứ đến tháng 10 âm lịch là bà Nguyễn Hồng Thơm, khóm 8, thị trấn Rạch Gốc bắt đầu xuống giống vụ dưa hấu Tết. Năm nay, gia đình bà Thơm trồng hơn 400 giai dưa hấu, gồm loại dưa trái tròn và trái dài. Dự kiến, vụ dưa hấu Tết này, gia đình bà Thơm sẽ thu nhập gần 20 triệu đồng. Cái giống dưa mình trồng là tại vườn là hàng năm là Tết, bà con mình ở đây là thích lắm. Bán là nói giá, nói chung mình thì cũng bán giá là để cho vừa, để bà con mình ăn. Để dưa hấu phát triển tốt trên đất mặn, vợ chồng bà Thơm thường xuyên bón phân, tưới nước và dùng mành che tránh sâu bọ, trở điều dưa để trái to, đẹp. Hiện nay dưa hấu trái dài được bán với giá 12.000 đồng một ký, riêng dưa hấu tròn chưng Tết có giá 200.000 đồng đến 300.000 đồng một cặp. Dưa hấu được trồng tự nhiên tại địa phương có vị ngọt thanh và màu sắc đẹp, được người tiêu dùng ưa thích lựa chọn trong những ngày Tết. Bao nhiêu ngày mình vô phân, nó cái lứa tuổi nó rồi thêm cái nữa là nước thì mình phải coi phải tưới theo là nhiệt độ nữa, rồi tới mình đúng ngày thì mình cắt nước, chăm sóc thì phải chở dưa rồi chăm sóc. Chứ dưa nó mới đẹp, còn không chăm sóc mình không chở dưa mình không xay chiều hay là cách thức nào nó không có đỏ đều, rồi trái dưa nó không được tròn. Với thời tiết thuận lợi, giá bán ổn định, vụ dưa hấu Tết hứa hẹn sẽ mang về nguồn thu nhập khá để bà con đón Tết Giáp Thìn thêm đầm ấm, sung túc. Các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Cụ thể, tại Đại Nội Huế, ngoài việc mở cửa miễn phí trong 3 ngày Tết cổ truyền dân tộc, đây còn là điểm kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian khác tại quảng trường Ngọ Môn để thu hút người dân trong vùng và du khách đến tham quan. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết âm lịch đã nhận được sự đồng thuận và phấn khởi từ phía người dân và được tiếp tục duy trì hàng năm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng tôn vinh, về giá trị ý nghĩa đích thực của nghi lễ truyền thống trong các hoạt động lễ hội. Hiện các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém lãng phí, bảo đảm an toàn tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc. Thưa quý vị, từ mùa hè này, chính quyền địa phương Nhật Bản dự kiến sẽ thu phí những người leo núi Phú Sĩ khoảng 2.000 yên, tương đương với 13 đô la Mỹ. Biện pháp trên nhằm hạn chế tình trạng quá tải du khách và hỗ trợ đảm bảo an toàn cho họ trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại liên quan đến việc leo núi liên tục xuyên đêm. Khoản phí leo núi này dự kiến được thu tại trạm thứ 5 của cung đường Yoshiza bên phía núi thuộc tỉnh Yamanashi. Cung đường leo núi này dài 3.776 mét, được chia thành 10 chặng, và đỉnh Phú Sĩ chính là trạm thứ 10. Số tiền thu được từ thu phí leo núi này sẽ được dùng để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc leo núi liên tục, xây dựng nơi trú ẩn trong trường hợp núi lửa phun trào cùng các biện pháp khác.
Khoản phí này cũng sẽ tách biệt với khoản phí 1.000 yên mà những người leo núi đang phải đóng trên tinh thần tự nguyện để bảo vệ ngọn núi. Nguồn tin cho biết phương án thu phí leo núi Phú Sĩ có thể được đề xuất lên chính quyền trong tháng này. Chính quyền cũng giới hạn số người leo núi ở mức 4.000 người một ngày. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Chuyển động ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.